Ok, để đơn giản thầy sẽ xóa hết cái mớ code này đi nhé. Cấu hình của project chúng ta vẫn cứ giữ nguyên thôi chứ chưa có gì. Phần này thì tạm vậy đã, thầy sẽ khai báo một cái lớp này, class, như trong kia là ví dụ là book. Mở xoắn. Các thuộc tính này. Các thuộc tính là các biến, thì có kiểu dữ liệu đi theo đúng không? Ví dụ như là mã, chúng ta gọi là code đi, hai chấm string. Rồi name hai chấm string. Rồi ví dụ price author đi, hai chấm string hết. Price hai chấm number đúng không? Đó. Sau đó thầy sẽ tiếp tục các phương thức. Phương thức là những hành vi hành động ở ngoài đời thực, gọi là phương thức và hành vi, thì đây sẽ là các hàm thôi. Hàm. Chúng ta dùng các cái hàm ở trong đây định nghĩa như sau nhé. Không bao gồm từ khóa function, chúng ta chỉ cần tên hàm thôi. Đó, trong đây là tên hàm thôi. Ví dụ như là get info, mở ngoặc ra, mở xoắn luôn, được chưa? Đấy, chúng ta có thể là trả về một cái gì đó đúng không? Ví dụ thầy return này, return code. Đây muốn truy cập đến cái thuộc tính hiện tại nó, mình không thể nào mà lấy cái tên được, cái name này được các bạn, code này được. Chúng ta đây là đối tượng là phải dùng zip nha. Đó, nó có zip đây luôn như mình. Zip chấm name. Phần mềm tự nó thông minh, nó hiểu luôn. Rồi, như vậy chúng ta muốn truy xuất các cái thuộc tính của nó, chúng ta phải dùng cái này các bạn này. Bây giờ chúng ta build cái này để xem nó có lỗi gì không nhé. Control shift b switch. Rồi, không lỗi đúng không ạ? Đây là chuyện bình thường. Đây, chỗ này ta mới định nghĩa lớp thôi nhé. Định nghĩa một cái lớp thôi. Chưa có gì là ghê gớm đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ muốn sử dụng cái lớp này thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải khởi tạo lớp. Khởi tạo bên ngoài các bạn nhé. Định nghĩa thì bao giờ cũng là nó trong cái xoắn này là mình chỉ có dùng để định nghĩa thôi, định nghĩa lớp thôi. Còn muốn sử dụng lớp thì ra bên ngoài. Chúng ta bắt đầu khởi tạo. Khởi tạo một đối tượng book cụ thể thông qua lớp book theo biến bình thường thôi, và book 1 sẽ bằng new book. Được chưa? Bây giờ mình console log cái này ra thì có cái gì không? Khởi tạo lên có cái gì không thì mình cũng phải xem thế nào đúng không? Rồi, nó build chưa nhỉ? Nó build chưa? Nó build rồi các em nhá. Đây các bạn này, nó build ra cái này nó không có gì đúng không ạ? Build ra JavaScript thì nó chẳng có mấy cái đó đâu. Rồi, chúng ta sẽ chạy thử một cái book 1 này nó có cái gì nhá. Chúng ta sẽ mở thêm một cái nữa ở bên đây. Chúng ta sẽ đi vào cái thư mục đích của mình này. CD dict node app. Rồi, các thấy rỗng không, thấy không? Rỗng không, không có gì cả. Bây giờ chúng ta thử nhá. Thử này, gán này, truy cập này, book 1.code bằng ví dụ
là B123. À, chúng ta vừa vừa gán nhá, bây giờ thử này. Chúng ta thấy nó có dữ liệu đây này. Đây này. Mình gán thế nào nó có như thế các bạn ạ. Rồi B1.name. Đấy, bằng đó thì chúng ta sẽ có được những thuộc tính như thế các bạn. Rồi đấy là cái đầu tiên mà các bạn để ý nhé, chúng ta sẽ định nghĩa lớp bằng cái cú pháp như thế và khởi tạo lớp như thế. Đây, cái phương thức khởi tạo nó đặc biệt như thế này các bạn. Bây giờ thầy sẽ định nghĩa khởi tạo như sau. Đây gọi là, thầy gọi là phương thức khởi tạo. Cái phương thức này luôn chạy đầu tiên. Ví dụ thầy sẽ có một cái tên gọi là constructor. Đó. Tên nó vậy, em không không viết sai nhé, viết đúng như vậy nhé. Ở đây thầy sẽ có console.log. Đấy. Đây là à, tự nó chạy luôn. Chúng ta thử build lại này, nó chạy nhé. Các bạn thấy nó luôn chạy đầu đầu tiên này. Rõ ràng mình không có gọi đến nó, ở đây chúng ta chỉ gọi các thuộc tính thôi mà nó tự động nó khởi tạo này, nó chạy này. Đó. Thì giả sử cái get info này muốn chạy thì mình phải phải gọi đến nó đúng không ạ? Get info này. Ví dụ như book 1 chấm get info. Phải gọi đến nó thì nó mới chạy này, get info ấy. Đó, nó ra được book code, book name ở đây đúng không ạ? Đấy, nhưng mà riêng cái thằng khởi tạo thì mình không cần gọi, nó tự nó chạy, khác chút vậy đúng không ạ? Thì giả sử những phương thức khởi tạo này mà có tham số, ví dụ đây là name code trước, name gì nữa, author, name author bright luôn đi. Bright number. Đấy. Thì các bạn biết này, khi mình khởi tạo cái lớp này nó bắt buộc phải có tham số. Đây nó bảo này. À, nó cần phải có bốn cái tham số, nhưng mà đây mình chưa truyền cái gì cả. Đấy. Thì bây giờ mình cần phải truyền code này. Bây giờ truyền nhá. Chúng ta truyền vậy thì ở đây mình không cần phải có cái này nữa. Khởi tạo book một cái là có luôn. Ví dụ đây là B123. Sau đó tên là Chí Phèo. Đấy, tác giả là Nam Cao. Giá là truyền đúng các bạn nhé, truyền đúng tham số nhé. Ví dụ giá mình để lung tung ở đây chẳng hạn, nó không chịu chỗ này này. Nó bảo cái tham số này là không thể gắn được kiểu là number, giá mình để là number đúng không? Cái tham số cuối cùng. Đây là ví dụ. Đó các bạn thấy này, bây giờ thầy chạy lại cái này nhé. Đấy. Code undefined. À, tại sao mà nó undefined? Bởi vì á đây thầy có gắn như đâu mà bây giờ thầy lợi dụng cái constructor thầy gắn như sau các bạn. Đây nhìn này. Thầy bỏ cái này đi nhá. Thầy gọi đến zip này, zip chấm cái code á, thầy bằng cái code này luôn đúng không ạ? Code này luôn. Hay là zip chấm name bằng cái name này luôn. Zip chấm author bằng author này luôn. Zip chấm price bằng price. Các bạn phân biệt một chút nhé. Đây là thuộc tính của cái lớp book này. Được thuộc tính thì gọi bằng cái từ khóa zip đúng không ạ? Từ những cái phương thức khác nhau mình gọi thẳng đến đó thông qua cái thông qua cái zip, nhưng mà các cái tham số đây là biến bình thường nhé, đây các biến bình thường. Cái tên biến đặc gì cũng được. Mã, tên, tác giả, giá vân vân, ví dụ thế. Thì mình gán vào đây, ví dụ cái code này tương ứng khi mình khởi tạo đây này. Ví dụ cái giá trị B123 này này
thì nó chính là đang mình đang gán vào cái phương thức contract này các bạn này. 1 2 3 vào đây. Chí phèo vào đây. Nam cao vào đây. 500.000 vào đây. Và nó khởi tạo, nó chạy trước cho nên nó sẽ quay lên, nó tìm đến các cái thuộc tính của cái lớp này, nó gán bằng tương ứng đúng không ạ? Đó, sau đó mình gọi đến info thì nó ra được hai cái này. Rồi. Hai vòng vào tí đúng không ạ? Đấy, bây giờ các em thấy nó có dữ liệu này. Đúng chưa? Nếu như bây giờ chúng ta mà console cái book không thì nó ra cái gì? Các bạn nhìn nhé. Ta console cái book không thì nó ra nguyên cái thuộc tính của nó luôn đúng không ạ? Đây này. Đó. Cái đối tượng là book. Bây giờ thầy thử khởi tạo một book 2 nữa. Book 2. Rồi. View đây là B 2 3 4 5 gì đó. Tí phèo bên thì nở gì. Rồi để thấy luôn đi. Book 1, book 2 luôn này. Đấy, console của hai cái luôn. Đó, các bạn thấy nó ra được cả hai cái đây. Đó. Được chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta có thể khởi tạo một cái lớp, một cái đối tượng thông qua cái lớp chung này, thông qua cái lớp này. Và mình có thể khởi tạo bao nhiêu đối tượng cũng được nhá. Thông qua cái lớp này rất là tiện lợi các bạn. Có một cái đặc điểm tiện lợi nữa đó là gì? Ví dụ chúng ta khai báo một cái biến nào đó. Thầy ví dụ thứ nhất ở đây thì mình chưa dùng cái này. Và một cái book 3. Hôm trước mình có kiểu dữ liệu là gì, number hay là string gì đúng không? Bây giờ mình kiểu dữ liệu của nó là gì? Là book. Đây các bạn này. À, vậy khi chúng ta gán dữ liệu cho book 3 này thì là cái gì? Chúng ta gán dữ liệu book 3 này như nào? Đó là mình có thể bằng xoắn xoắn này, gán đúng kiểu dữ liệu nó, như ví dụ code này. Đấy, tự nó hiểu này. Tự nó lấy luôn đúng không ạ? Đó, thấy chưa? Các bạn thấy tự nó gợi ý này, author với get info ra luôn này, author này. Đó. Write này. Tự nhiên mất tích rồi. Write. Đấy. Nó vẫn chưa chịu, nó bảo là à còn cái property get info nữa đúng không? Tuy nhiên á, đây thầy ví dụ thôi chứ còn sau này mình khởi tạo một cái lớp để làm kiểu dữ liệu á thì chúng ta trong cái lớp đó mình sẽ không dùng cái các cái này. Chưa? Đây thầy ví dụ nếu chúng ta có thể tạo ra một cái kiểu dữ liệu riêng của mình và bắt người dùng khi khai báo phải khai báo đúng đúng không ạ? Đấy, nha. Ok. Tí nữa mình quay lại cái phần đó sau. Đấy là cái phần định nghĩa và khởi tạo lớp thì chúng ta cố gắng nắm được cái cú pháp cái đã. Yeah, cú pháp đã nhé. À, thầy xem có cái gì nữa không nha. Rồi, tạm thời vậy thôi đúng không? Ok. Đây là cú pháp của nó. Thì bài tập cụ thể của bài này á là các bạn xây dựng cho thầy một cái lớp. Lớp có tên là calculator. Lớp này gọi là lớp tính toán đúng không ạ? Đấy, gồm hai thuộc tính. Gồm hai thuộc tính là số A, số B đúng không ạ? Kiểu đều kiểu number hết nhá. Và một phương thức. Các phương thức tương ứng cho các phép cộng với nhân kia. Toàn nhìn nhé, đây thầy gợi ý này. Ý, phương thức ví dụ mình là phép cộng. Ví dụ như là phép cộng là áp gì đó đúng không ạ? Phép cộng đi. Phép cộng. Phép cộng này. Để chúng ta sẽ return z.xoa cộng z.b đúng không? Kiểu thế. Đây là thầy ví dụ nhé, thầy ví dụ
Và chỗ này return mình thì kiểu trả về, ví dụ như là number đây. Đó. Kiểu dữ liệu của hàm đúng không ạ? Đây thầy gợi ý. Còn thuộc tính thì mình chỉ cần là ví dụ số A 2.number. Đấy. Số B 2.number. Được chưa? Đây là cái lớp thì chúng ta phải định nghĩa nhá. Đây thầy ví dụ tí thầy sẽ chữa bài này. Các bạn bây giờ các bạn làm theo cái cấu trúc của cái lớp như thầy vừa làm đây và khởi tạo đây, thì các bạn làm cái lớp calculator này nhé.